Xin chào tất cả anh chị em. À, và ngày 11, 12, 13 tháng 4 năm 2019 thì uh, tôi cùng với đội ngũ của mình có tổ chức một cái chương trình uh, trong 3 ngày nói về online business model. Và đây là một khóa học mà chúng ta sẽ có 3 ngày học trực tiếp ở tại lớp học. Xong sau đó thì chúng tôi sẽ theo sát và hỗ trợ cho chúng ta trong vòng 1 tháng. Vậy thì nếu những anh chị em nào mà chúng ta không ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì khi mà chúng ta vào thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta hãy đặt lịch mình ở trong thành phố Hồ Chí Minh ít nhất đó là 10 ngày nha các bạn. Thì thứ nhất đó là chúng ta sẽ có được 3 ngày mà chúng ta học ở tại lớp rồi, sau đó chúng ta có 7 ngày còn lại để chúng ta tiếp tục ngồi cùng với đội ngũ của chúng ta để rèn luyện. Bởi vì sau 3 ngày chúng ta đã biết và biết về những cái cách làm để chúng ta kinh doanh về online, nhưng cái điều quan trọng đó là sau đó khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ còn có nhiều cái sai sót chúng ta còn có nhiều cái lỗi trong đó thì trong một tuần đó thì chúng tôi sẽ theo sát chúng tôi sẽ hỗ trợ và chúng ta sẽ thấy những cái trực tiếp và khi bạn làm rồi chúng tôi sửa làm đi làm lại à, thì đó là những bạn ở xa còn nếu mà chúng ta có được cái thời gian nhiều hơn nữa thì đó là chúng ta nên ở lại đó là một tháng à, chúng ta ít nhất đó là nên là một tháng còn thời gian ít nhất của chúng ta đó là chúng ta ở lại 10 ngày thì đó là những bạn mà ở xa còn nếu mà những bạn mà chúng ta ở thành phố Hồ Chí Minh thì đó là một điều rất thuận lợi rồi. Bởi vì chúng tôi sẽ hỗ trợ phía sau đó liên tục cho đến khi nào mà chúng ta làm thành công, khi nào chúng ta làm hiệu quả thì thôi. Vậy thì cái chương trình ngày học nó sẽ phù hợp cho những đối tượng nào? Những người mà chúng ta đang kinh doanh, những người mà chúng ta đang kinh doanh về mỹ phẩm hoặc là về cái bên lĩnh vực về spa, về về lĩnh vực về chăm sóc sức khỏe và sức đẹp. À, và chúng ta muốn tăng cái doanh thu của mình chúng ta muốn à, gia tăng cái số lượng khách hàng tiềm năng của chúng ta hay là chúng ta muốn gia tăng cái tỷ lệ bán hàng hay là chúng ta muốn nhân rộng cái quy mô cái mô hình của chúng ta nó phát triển nhiều hơn vậy thì trong cái chương trình này chúng ta học gồm những cái gì à, chúng ta sẽ có 3 ngày học thì cái ngày đầu tiên đó là chúng ta học về cái phần về marketing bởi vì cái rất nhiều bạn chúng ta đến và nói với tôi rằng hãy chỉ cho bạn về quảng cáo đi thì chúng ta phải hiểu rằng quảng cáo nó chỉ là một cái công cụ để giúp chúng ta tiếp cận được đúng đối tượng. Nhưng nếu chúng ta không hiểu về bản chất về marketing, chúng ta không hiểu được về cái thị trường của chúng ta, chúng ta không hiểu được về sản phẩm của chúng ta mà chúng ta chỉ cần đơn giản nói là sản phẩm của tôi rất tốt nhưng chúng ta không biết làm sao để cho khách hàng thấy rằng là sản phẩm của chúng ta tốt. Thì dù sản phẩm chúng ta rất tốt nhưng khách hàng người ta vẫn không mua bởi vì đó là do chúng ta chưa hiểu về cái cách mà chúng ta làm marketing rồi chúng ta cũng chưa biết cách để làm một cái nội dung hay chúng ta chưa biết cách là để chúng ta lên một cái chiến lược về marketing và một cái chiến lược về kinh doanh thì trong cái buổi sáng đầu tiên chúng ta sẽ nói về các chiến lược về marketing chúng ta cần phải nắm được về à, chúng ta có một cái sự kiến thức nó đủ ý, sâu để chúng ta hiểu về bản chất của marketing đó là gì và cách làm sao để mà khách hàng người ta muốn mua cái sản phẩm của chúng ta bởi vì cách mà chúng ta bán hàng hay nhất đó là chúng ta cần phải làm cho khách hàng người ta thực sự muốn mua hàng của chúng ta thì đó là trong buổi sáng đầu tiên chúng ta sẽ tập trung nói về việc những cái chiến lược về marketing và cái cách mà chúng ta làm marketing ra sao vậy thì để chúng ta làm được điều đó thì chúng ta cần phải hiểu về bản chất của marketing nó là gì và marketing là như thế nào và chúng ta cần phải học về dựa trên cái yếu tố thực tế ok các bạn đó là cái đầu tiên và sau đó khi mà chúng ta đã hiểu được về marketing rồi chúng ta đã hiểu về kinh doanh rồi thì chúng ta sẽ học đến đó là chúng ta sẽ lên một cái kế hoạch lên một cái plan để chúng ta làm kinh doanh và làm sao để khi mà chúng ta kinh doanh là chúng ta có lãi ví dụ như kinh doanh truyền thống thì có thể là cuối tháng hoặc cuối quý chúng ta mới tổng kết về lãi lỗ được nhưng đối với mô hình kinh doanh online thì nó lại có một điểm khác biệt đó là buổi sáng chúng ta làm thì chúng ta có thể đo lường được rồi và nếu mô hình chúng ta lớn hơn nữa thì chúng ta đo lường nó hai tiếng hay là một buổi có là cái việc mà chúng ta đo lường ở trên kinh doanh online thì chúng ta phải đo lường nó hàng giờ À, một ít nhất thì cũng là một buổi chứ chúng ta không thể đo lường theo vào cuối tháng được bởi vì tôi thấy rất nhiều người chúng ta có doanh số rất cao nhưng cuối tháng tổng kết lại thì lỗ rất là nhiều bởi vì chúng ta không hiểu về cái cách mà chúng ta đo lường ở trên online rồi khi mà chúng ta bỏ tiền ra quảng cáo à, tại sao có nhiều người trẻ và chúng ta thấy là họ xuất phát điểm cũng bình thường nhưng họ lại có thể đổ rất nhiều tiền quảng cáo và họ lại có một lợi nhuận rất lớn vậy thì cái quan trọng đó chúng ta cần phải có một cái công cụ cần có một cái phương pháp làm sao để chúng ta quản lý được giữa số tiền chúng ta đầu tư vào quảng cáo và chúng ta tu lãi về. Ví dụ như chúng ta bỏ ra 5 triệu tiền quảng cáo một ngày nhưng chúng ta tu lãi về 5 triệu hay là 10 triệu. Có là sau khi trừ tiền quảng cáo, trừ tiền về giá hạn nhập hàng, trừ tất cả chi phí mà chúng ta vẫn lời được 5 triệu đến 10 triệu thì tất nhiên chúng ta sẵn sàng chúng ta bỏ ra 5 triệu, 10 triệu tiền quảng cáo mà chúng ta không cần phải lo, chúng ta không cần phải nghĩ, chúng ta không cần phải e dè hay là chúng ta không cần phải ngại bởi vì chúng ta đã có một cái kế hoạch, có một cái công cụ, có một cái phương pháp để chúng ta quản lý về điều đó ok và sau khi mà chúng ta đã có một cái kế hoạch về uh, quảng cáo kế hoạch về kinh doanh kế hoạch về marketing rồi thì bước kế tiếp đó là chúng ta sẽ thực hiện lên những cái chiến lược để chúng ta thực hiện về cái uh, plan về cái kế hoạch kinh doanh của chúng ta thì cái đầu và sau đó đến buổi chiều đó thì chúng ta sẽ học về phân tích về đối tượng uh, về uh, sản phẩm của chúng ta và với một sản phẩm thì chúng ta sẽ có những cái đối tượng uh, khách hàng vật nhất định vậy thì làm sao để chúng ta tạo ra một cái nội dung mà cái sản phẩm của chúng ta trở nên một cái sản phẩm rất đặc biệt trong mắt của người tiêu dùng thì đó là cái buổi chiều chúng ta sẽ học về phân tích về đối tượng này chúng ta phân tích về sản phẩm để làm cho cái sản phẩm của chúng ta trở nên đặc biệt trong cái mắt của khách hàng và từ đó chúng ta mới viết ra một cái nội dung về quảng cáo thì trong buổi chiều và buổi tối chúng ta sẽ học về cách viết nội dung quảng cáo để khiến cho khách hàng người ta muốn mua hàng của chúng ta khi mà người ta coi cái nội dung quảng cáo của chúng ta ở trên online rồi sau khi mà chúng ta đã có những nội dung quảng cáo phù hợp với đối tượng người dùng rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu học về quảng cáo vào trong buổi tối luôn và sau đó đến buổi sáng thứ hai thì chúng ta sẽ học về tối ưu quảng cáo buổi ngày thứ hai đó chúng ta buổi sáng ngày thứ hai chúng ta học về tối ưu quảng cáo và sau khi mà chúng ta tối ưu về quảng cáo để quảng cáo chúng ta giá rẻ xuống và chúng ta có nhiều cái khách hàng tiềm năng của chúng ta hơn và khi chúng ta đã có được những số điện thoại khách hàng rồi thì bước kế tiếp mà chúng ta học nữa đó là chúng ta sẽ học về telephone sale và sau đó chúng ta sẽ học về chăm sóc khách hàng. Từ đó là chúng ta học vào buổi chiều và buổi tối của ngày thứ hai và buổi sáng của ngày thứ ba. À, Từ đó là chúng ta học và chúng ta thực hành ngay tại lớp về những cái kịch bản sale về rồi về kịch bản về chăm sóc khách hàng. Bởi vì cách mà để chúng ta gia tăng lợi nhuận nhiều nhất đó là không phải là chúng ta bán cho khách hàng một lần mà chúng ta phải bán được cho khách hàng nhiều lần và giá trên một một khách hàng thay vì một đơn hàng chúng ta bán đơn hàng nó chỉ có hai ba triệu thì chúng ta sẽ bán cho khách hàng của chúng ta đó lên đơn hàng 20 triệu đến 30 triệu cho một cái đơn hàng Vậy thì cách mà để chúng ta upsell chúng ta chăm sóc khách hàng mua lần đầu sau đó họ mua lần thứ hai mua lần thứ ba thì chúng ta cần phải có chiến lược như thế nào thì càng về sau thì tiền quảng cáo chúng ta ngày càng giảm xuống và chúng ta lại có lợi nhuận nhiều lên doanh số tăng lên đó là khi khách hàng người ta mua lại thì chúng ta không có tốn tiền quảng cáo nhưng doanh số và lợi nhuận chúng ta ngày càng tăng lên bởi vì khách hàng người ta đã tin tưởng rồi vì chúng ta bán lại nó sẽ dễ dàng hơn vậy thì chúng ta cần phải có một cái chiến lược để chúng ta chăm sóc khách hàng thì đó là buổi chiều của ngày thứ hai buổi tối ngày thứ hai và buổi sáng của ngày thứ ba chúng ta sẽ học phần đó và khi chúng ta đã có những cái lợi nhuận từ cái mô hình bán lẻ của chúng ta rồi vậy thì bây giờ làm sao để chúng ta nhân bản và chúng ta phát triển cái mô hình này ra trên toàn quốc ra và ra với trên thế giới thì cách làm sao để chúng ta quy chuẩn chúng ta xây dựng về văn hóa chúng ta xây dựng đội nhóm và chúng ta phát triển cái mô hình kinh doanh của chúng ta rộng ra thì đó là trong buổi chiều chúng ta sẽ học về những cái hệ thống về cái kinh doanh và cách mà chúng ta làm về cái uh, xây dựng về một hệ thống và chúng ta nhân bản cái hệ thống này ra toàn quốc và ra trên toàn thế giới thì đó là nội dung của ba cái ngày học này và sau đó chúng ta sẽ có thêm ít nhất đó là một tháng để chúng ta theo sát chúng ta follow để làm cho đến khi nào mà chúng ta có lãi thì thôi và các bạn có thể đến cái văn phòng của chúng tôi để học trực tiếp và coi chúng tôi làm và sau đó chúng tôi sẽ coi và chúng tôi sửa nó hàng ngày và giúp chúng ta ngày càng hoàn thiện và chúng ta phát triển lên. thì đó là nội dung của chúng ta trong 3 ngày học chính thức và chúng ta sẽ follow và theo sát phía sau để giúp chúng ta làm cho đến khi nào chúng ta thành công thì thôi. ok và để chúng ta đăng ký cái khóa học này chúng ta hãy để lại tên và số điện thoại dưới đoạn video clip này và tôi cùng với đội ngũ của mình sẽ gọi điện và tư vấn cho chúng ta và để chúng ta đến với lớp học và lớp học này chúng ta chỉ có tối đa là 10 người bởi vì chúng tôi không làm hơn bởi vì tôi cần phải có thời gian để tương tác và chăm sóc và hướng dẫn cho chúng ta làm có hiệu quả vào một tháng thì tôi chỉ làm cái khóa học này chỉ duy nhất một lần và một lần thì chúng tôi mới làm như vậy nó mới hiệu quả được chứ chúng ta không làm quá đông và học phí của cái chương trình này thì chỉ có 10 triệu và những người nào mà chúng ta đăng ký sớm và chúng ta nhanh nhất thì chúng ta được học trong cái lớp này còn nếu chúng ta người thứ 11 trở về sau thì chúng ta sẽ chuyển vào tháng sau ok các bạn và hãy đăng ký và quyết định đăng ký sớm bởi vì trước hay muộn sớm hay muộn thì gì chúng ta cũng phải đi học về kinh doanh online bởi vì đây là cái xu hướng của xã hội xu hướng của phát triển rồi nếu chúng ta không kinh doanh online thì chúng ta sẽ chấp nhận thua đối thủ vậy thì chúng ta học sớm hơn thì chúng ta vượt đối thủ chúng ta học sớm hơn thì chúng ta kiếm được tiền nhiều hơn chúng ta học sớm hơn thì chúng ta thành công hơn vậy sớm muộn gì chúng ta cũng học nên hãy học ngay bây giờ để chúng ta thay đổi cái công ty của chúng ta giúp doanh số chúng ta tăng lên giúp cái thu nhập của chúng ta ngày càng tăng lên và chúng ta thành công hơn trước đối thủ, đó là cái chiến lược nó hay nhất. Và hãy để lại số điện thoại dưới cái đoạn thoại video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta vào ngày diễn ra khoa học. Ok, xin chào tất cả các bạn nhé.